Mình xin mến chào các bạn nha. 8:25 giờ ra tới đây bị dính nè các bạn. Đi hết nổi nha. Tiếp tục đào móc bánh nha các bạn. Kim cây. Câu này nghe quen quá. Quay cho nghệ coi. Giờ chim cây vô hạ bên xuống gồng lên thử cái nha các bạn. Giờ chiếc phi ác một cầu vô hỗ trợ phụ nha các bạn. Đầu nổ máy, phi ác nổ máy lấy hơi các bạn, ăn xích đi. Không lên nổi các bạn. Giờ thúc xích thử lên cái nữa nha các bạn. Rồi chiếc Beirut 920 này vô mang ngọt heo vô hỗ trợ phụ nha các bạn. Hỗ trợ phụ chiếc 825. Còn chiếc 8 phi ác này một còng này ra nha các bạn. Nhỏ quá không đủ lực gì. Rồi chạy chiếc phi ác ra. Đầu vô nha các bạn. Đầu vô dành để dịch. Rồi bắt đầu chuẩn bị giật nha các bạn. Một, hai, ba, bắt đầu giật. Không lên nổi các bạn. Vô thêm chiếc phi ác nữa nha các bạn. Vô chiếc phi ác một cầu nữa. Đâu cũng bị giật nghe các bạn. Căng xích. Một, hai, ba, bắt đầu giật. Lên. Lên. Lên được rồi các bạn. Quá cắt luôn.
sâu rồi. Giờ dẫn ngược qua bên kia đường luôn nha các bạn. Rất này khó, phải dẫn ngược qua bên kia đường. Đây nhiều khi nó lắc màn hình ra khỏi điện thoại nha các bạn. Cũng ngược qua bên kia rồi dầm cái loại mới lên đường được các bạn. Cô đường anh hẹp giờ tháo xích ra để mình chiếc 825 lên nha các bạn. Gác giờ đi luôn nha các bạn. 920 này cũng lên đường đi. Giờ để lại một mình chiếc 825. Đường ra đường xe nước nha các bạn. Khúc này thì nó cao, nó đường nó hẹp. Ra ngoài kia là đường xe nước. Quá nguy hiểm các bạn. Tóm là làm cái mì ra đường xe nước nha các bạn. Đầu đang ra. Đường xe quá khủng nè các bạn. Nhẹ trời sáng chắc không sao đâu. Nhẹ.
trồng ở đó rồi bắt đầu mới lên đường được nha các bạn. Đang chuẩn bị lên đường. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình like video.